Người Trung Quốc cứng họng chê ẩm thực Việt, nằng nặc khẳng định món ăn Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc và cái kết. Chào mừng các bạn đến với kênh Grab Việt Nam tự hào dân tộc. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và tìm hiểu về những giá trị văn hóa lịch sử và địa lý đặc biệt của đất nước Việt Nam. Hãy cùng mình khám phá nhé! Mình rất không vui khi nghe tin về những lời phát ngôn thiếu đúng mực và không tôn trọng đối với ẩm thực và văn hóa Việt Nam, trong khi đó ẩm thực Việt Nam là một phần quan trọng trong văn hóa đời sống của người dân Việt Nam, với những món ăn độc đáo, hương vị tuyệt vời và nguyên liệu đa dạng. Mặc dù có một số món ăn Việt Nam có ảnh hưởng từ ẩm thực Trung Quốc, nhưng những món ăn này đã được phát triển và trở thành đặc trưng của ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú. Ngoài ra, Việt Nam còn có nhiều món ăn độc đáo không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, như phở, bún chả, nem nướng, bánh xèo, chả cá Lã Vọng và nhiều món khác. Ấy vậy mà một số người Trung Quốc chê bai ẩm thực Việt Nam và nằng nặc khẳng định món ăn Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc. Những ý kiến này không phải là quan điểm chung của người dân Trung Quốc, và tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đối xử với những ý kiến đó với sự tôn trọng và sự hiểu biết. Sau đây là một số bình luận của cộng đồng mạng người Trung Quốc đã nói rằng ẩm thực Việt Nam đều được làm bằng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn, đồ ăn thì mặn rất khó nuốt. Ai không biết bạn này đã sang Việt Nam được bao nhiêu lần, ăn được bao nhiêu món mà lại nói như vậy. Hay, thật buồn cười. Tôi có vào một quán phở Việt Nam ở Trung Quốc và ăn thử, thật sự rất khó ăn và nó như mùi hôi chân. Sao lại có mùi hôi chân trong phở được nhỉ? Đây là một vấn đề khá tương đối và có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng nguyên liệu, cách chế biến hay cách nêm gia vị. Nếu như bạn cảm thấy khó chịu về mùi vị của món phở, bạn có thể thử thay đổi nơi ăn hoặc lựa chọn quán phở uy tín để đảm bảo chất lượng. Một điều nữa là quán phở này ở Trung Quốc nên chất lượng món ăn từ nước bạn mà ra, đừng chê Việt Nam chúng tôi. Việc bàn luận về ảnh hưởng và nguồn gốc của các món ăn là một chủ đề phức tạp và rất dễ gây tranh cãi. Tuy nhiên, chúng ta nên tôn trọng và đánh giá cao ẩm thực Việt Nam, đóng góp vào sự đa dạng và phong phú của văn hóa ẩm thực thế giới. Thay vì chỉ trích và chê bai, chúng ta nên tìm hiểu và đánh giá đúng giá trị của ẩm thực Việt Nam và giữ vững sự đa dạng và phong phú của ẩm thực trên thế giới. Nằng nặc khẳng định món ăn Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc thì tôi xin trả lời luôn là không có điều đấy đâu ạ, các bạn nhầm to rồi. Các nhà nghiên cứu ẩm thực đều đồng ý rằng ẩm thực Việt Nam không bắt nguồn từ Trung Quốc mà có nguồn gốc và phát triển độc lập trong lịch sử và văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình lịch sử, ẩm thực Việt Nam đã phát triển và tiếp nhận ảnh hưởng từ các nước láng giềng và các nền văn hóa khác. Tuy nhiên, những đặc trưng của ẩm thực Việt Nam luôn được giữ gìn và phát triển theo đúng hướng của văn hóa và tập quán dân tộc. Ẩm thực Việt Nam là một nét văn hóa độc đáo và phát triển độc lập từ hàng ngàn năm qua, không bắt nguồn từ Trung Quốc. Món ăn Việt Nam có đặc trưng riêng về cách chế biến, gia vị, hương vị và cách trình bày khác biệt so với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Nhiều món ăn Việt Nam được phát triển từ các vùng đất miền núi, ven biển, sông ngòi hay từ các tín ngưỡng tôn giáo, tập quán văn hóa, đời sống của người dân tộc Việt Nam. Món phở, bún chả, nem rán, bánh xèo, bánh mì, chả giò và rất nhiều món ăn khác đều có hương vị đặc trưng riêng, mang tính đặc sắc và độc đáo của ẩm thực Việt Nam. Các món ăn Việt Nam thường có cách chế biến và phục vụ độc đáo, sử dụng các nguyên liệu đặc trưng của đất nước như nước mắm, tôm khô, đậu phụ, rau thơm và các loại gia vị đặc trưng như ớt, ngò gai, hành lá. Mỗi món ăn lại có một câu chuyện riêng liên quan đến văn hóa, tập quán và truyền thống của người Việt. Vì vậy, ẩm thực Việt Nam là một phần quan trọng của văn hóa và lịch sử dân tộc, mang đến cho du khách và người yêu ẩm thực những trải nghiệm độc đáo và tuyệt vời. Chúng ta cũng cần nhận thức rằng ẩm thực là một phần quan trọng của văn hóa và đời sống của mỗi quốc gia và mỗi quốc gia có những món ăn độc đáo và riêng biệt. Việt Nam có những món ăn đặc trưng, hương vị tuyệt vời và đa dạng và chúng ta nên tôn trọng và đánh giá cao giá trị của ẩm thực Việt Nam. Chào các bạn, đó là những thông tin về văn hóa và ẩm thực Việt Nam trên kênh Grab Việt Nam tự hào dân tộc. Hy vọng rằng những video này đã mang đến cho các bạn những thông tin thú vị và đầy bổ ích về đất nước và con người Việt Nam. Hãy đón xem những video tiếp theo trên kênh của chúng ta để cùng khám phá những nét đẹp và giá trị của đất nước Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên kênh Grab Việt Nam tự hào dân tộc.